Ngày hôm nay mình đi thăm vườn của chỗ anh Điệp ở Nà Cang, Mai Sơn, Sơn La nhé các bạn nhé. Cái vườn của anh thì anh đã phun được cái sản phẩm Activo Super cộng với Zozotino của bên công ty cổ phần nông nghiệp HP. Cái này là đã được phun lần thứ nhất. Cái này là sau 7 ngày phun đấy các bạn. Đấy. Các bạn có thấy bông nó sáng bóng hơn không? Đấy, hoa trắng, không có vết bệnh thán thư trên bông xoài. Và đặc biệt là không thấy bọ trĩ nhé các bạn nhé. Để kiểm tra bọ trĩ thì các bạn có thể là vỗ vào cái tờ giấy. Căng cái tờ giấy xong là cầm cái bông này. Đập mạnh này vào để xem cái bọ trĩ trên bông xoài nhé các bạn nhé. Đây các bạn có thể xem. Đây đây. Mình thử cái này. Đấy. Đấy, và mình sẽ kiểm tra bọ trĩ đây. Không thấy. Ngày trước chưa phun thì thấy rất nhiều các bạn. Bọ trĩ trên bông của cái vườn của anh Điệp này ở Nà Cang, Mai Sơn này. Thì là không không thấy bọ trĩ luôn. Chỉ thấy xác của bọ trĩ các bạn. Tôi thấy cái viết đây. Lấy cái bút chỉ cho các bạn xem để dễ nhận biết hơn. Đấy, các bạn nhìn theo cái bút chỉ nhé các bạn nhé. Đấy, cái xác chết của bọ trĩ đấy các bạn. Chết khô luôn. Thường thường thì nếu mà mình rũ như này bọ trĩ rũ bọ trĩ xuống tờ giấy này thì nó sẽ thấy nó bò luôn các bạn ạ. Bò hoặc nó bay nhảy á. Nhưng mà lại không thấy đâu các bạn. Cái này là vườn của anh Điệp nhá. Sau 7 ngày phun. Đấy các bạn có thấy bông nó sáng. Với cái liều lượng sử dụng của cái Activo Super là 400g cho bình cho phi 200 lít nhé các bạn nhé. Đây. Vâng. Đây ạ, các bạn nhìn thấy không? Đấy, tỷ lệ đậu hạt rất cao các bạn nhé. Đây đang nở rộ, bông đang nở rộ đây, rộ đây. Đang đậu bằng trứng cá rồi các bạn. Đây. Và sạch bọ trĩ luôn các bạn. Đấy, sang bên này xem. Đấy. Sáng bóng luôn. Đấy. Thời tiết ở miền Bắc thì trong giai đoạn này thì rất lạnh. Là độ ẩm khá cao. Thì cái bệnh thán thư cũng như là phần trắng trên bông xoài thì rất phổ biến trên miền Bắc rồi các bạn. Nhưng anh này phun để phòng cũng như trị thán thư thì dùng cái Activo Super của bên nông nghiệp HP nhé các bạn nhé. Cộng với Zozotino để trị bọ trĩ trên bông xoài luôn. Đấy, các bạn có thấy đẹp không? Đây các bạn. Bông rất đẹp luôn. Cong vút lên. Thể hiện sự khỏe của cái bông ấy các bạn. Nó giống như cái đuôi chồn cong vút lên. Cái này khi sau khi nở ấy, thì nó sẽ có sức hút thu hút cái côn trùng để bay qua tìm mật để tìm phấn hoa ấy, để thụ phấn tốt hơn nhé các bạn nhé. Khi nó cong đuôi lên thế này nó sẽ nở rộ và thu hút côn trùng đến để lấy phấn hoa và bông hoa sẽ thụ phấn tốt hơn.
Này các bạn. Đấy. Nhìn sáng bóng luôn các bạn. Sạch bệnh. Không lo bọ trĩ luôn. Khi mình dùng hai sản phẩm Activo Super để trị Thán thư phấn trắng trên bông xoài và Zozotino để trị bọ trĩ nha các bạn nhé.